xuống. Em kiếm giảm rồi, anh giảm rồi. Nãy là 5,5 kg, giờ xuống còn 4,5 kg. Mình làm á để cho ráo có đồ khô nó vô, nó không có bập tà bập bờ, nó không có bị phình nữa. Lại bây vậy muốn nhâm thì phải từ từ, đúng không? Nhâm là phải từ từ.